mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với Dương Hy TV mùa thứ 2. Và mọi người có thể thấy thì Dương đang có mặt tại một căn phòng rất là đẹp, rất là to. Không giấu gì mọi người thì Dương đang có mặt tại Vinpearl Phú Quốc để tham gia lễ cuối thế kỷ của chị Đông Nhi và anh Ông Cao Thắng. Từ sáng đến giờ thì Dương có bận để chuẩn bị bách đồ này, xong rồi lại còn phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, rất là tật để cho mang đầy đủ, không thiếu sót bất kỳ một thứ gì để bay ra Phú Quốc tham dự lễ cưới. Nên là không có kịp quay lại cho mọi người là hành trình chuẩn đi như thế nào. Bởi vì từ sáng đến giờ lu bu dậy sớm không thể nào mà quay được, nên là bây giờ thì mới thảnh thơi ngồi được một chút. Đấy, và đây là phần ăn của Dương. Buffet thì có rất là nhiều thứ nhưng mà Dương sẽ chỉ ăn từ này thôi, bởi vì là chiều nay 4 giờ thì sẽ là làm với cô chị Nhi, là chỉ sợ là lúc đấy mặt sẽ to phù nề quá, nên là thôi mời mọi người cùng dùng bữa nha. Sau khi mà đã ăn uống nghỉ ngơi rồi thì Dương bây giờ sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người từ room tour này, đám cưới như thế nào này, Dương sẽ mặc gì này, tất tần tật để cho mọi người biết được là lễ cưới thế kỷ này sẽ ra sao và sẽ xịn sò như thế nào ấy nhá. Mọi người hãy cùng đón xem nhá. Bây giờ thì Dương sẽ quay trở lại phòng và sẽ chuẩn bị cho lễ cưới và giới thiệu mọi người phòng của Dương nhìn trông khủng như thế nào nhá. Let's go. After party sau khi mà làm lễ và dùng bữa trong đám cưới đó, khuyến cáo là ai không biết bơi thì không nên tham gia, chỉ nên trên bờ cười hi ha cho phấn khởi tí thôi. Rồi, và phòng của Dương sẽ ở tầng 7. Đến tầng 7 thôi nhỉ. Và khoe mọi người luôn, thì đây chính là cái phòng của Dương này. Đó. Giờ thì đã đến phòng của Dương rồi. Ta-da. Đầu tiên mọi người có thể thấy bên cạnh đó chính là toilet rất sang xịn, đầy đủ tiện nghi. Dương sẽ cho mọi người xem toilet. Đấy, có bồn tắm này. Dương ở bên trong nhá. Wow, thì đây chính là tham lai. 12 giờ là nhận phòng này. À đúng, 12 giờ nhận phòng thật mọi người ạ. 16 giờ sẽ đón khách, 17 giờ thì đến ngồi, 17 giờ 15 thì kết hôn, 18 giờ ăn tối, 20 giờ giày đầm. Giày đầm nghe. Mọi người nhìn nhá, giày đầm ha. Đó. Rồi còn đây là lịch của ngày 10 tháng 11 là ngày mai nghỉ về. Thì đây sẽ được tặng một hộp son của chị Nhi. Bánh này, bánh có hình TN là thằng Nhi đó. Thì đây sẽ chính là bàn make up rất là đẹp. Xanh hồng, xanh hồng, mình nhìn thấy không? Đó. Mọi người có thể nhìn thấy này. Ở đây nhìn thấy lễ cưới của chị Nhi và có thể thấy biển luôn. Thứ nhất là tiệc after party là sân khấu rất to, và đằng sau kia nữa, ngoài cạnh cái biển kia sẽ là tiệc cưới của chị Nhi. Đấy, rất là đặc biệt và rất là đẹp, và Dương rất là nóng lòng. Và đây sẽ là bộ trang phục mà Dương sẽ diện trong ngày hôm nay, và chính là một vest nó hơi hướng học sinh này, và đây là cái phụ kiện vòng vèo bởi vì là cái này đính ở đây rồi, cái này thôi, hộp để dành cho những cái vòng như này nha. Nói chung là rất là xịn cho ở một căn phòng rất là to, rất là xịn, còn bay ra tận Phú Quốc tham dự lễ cưới nữa, thì đây chính là cái lễ cưới đầu tiên của Dương hoành tráng như thế. Và bây giờ Dương phải đi chuẩn bị đây, hẹn gặp lại mọi người vào lễ cưới. Đúng rồi, chào anh nha.
dụng là năng vị. Ngựa cạo chi trời không biết được. Mà cứ đuôi. Sinh của chú rể và xin được phép đại diện cho hai gia đình gửi lời cảm ơn và lời trân trọng đến quý khách. Chú rể nha, em ơi tối nay em giữ chồng nha, sơ hở nó qua phòng em đó. Tất cả các quý vị quan khách đợi rất là lâu rồi, chắc là Thắng sẽ tuyên bố luôn là mời tất cả mọi người đã sẽ bắt đầu khai tiệc nhé. Bởi vì chúng tôi rất là mong muốn là mọi người sẽ có được một khoảng thời gian của buổi tối thật là vui vẻ. Chị Nhi và anh ông Thảo vẫn chưa phải kết thúc. Kia, trời ơi, vẫn là một bữa tiệc pool party và nó như một cái concert vậy đó. Mọi người có thể thấy này, sân khấu rất to, giữa cái bể bơi rất là rộng. Trời ơi, tôi không thể chịu nổi nữa. Vừa bị ném xuống bể bơi mấy lần rất là lạnh, trời ơi bị tùng maru. Xong rồi lại còn bị ai nữa? Nói chung cũng không nhớ lắm nhưng mà hình như là mấy anh Unify và bây giờ thì Dương phải xả nước nóng để ngâm mình đây. A few moments later. The number you have dialed. Well, well, well. Bây giờ thì Dương đã lên giường đi ngủ rồi đây. Đi ngủ sớm thì ngày mai sẽ dậy sớm và sẽ đi ăn sáng cùng với Hiêu Cao Cổ. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai nhé. À, review một chút, đúng là đệm xịn sò, nằm êm ái dã man, gối cũng êm, nằm vào nó thụ xuống luôn. Cảm giác kiểu nằm phát ngủ luôn, muốn mang cái đệm này về Sài Gòn dã man. Giữ ngủ đây, see ya. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại Vinpearl Safari. Thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của những ngày tiệc cưới của chị Nhi và anh Hoàng Quang Thắng. Mọi người hãy cùng ra thông thương và trong Safari xin có gì nhá. Chung là phải có thực tế rồi được đạo nên trước khi đi chơi thì Dương phải ăn một tí đây. Đây chính là mì ở Safari. Mình ăn cùng Dương nhé, xong rồi chúng mình sẽ cùng xuất phát. Và bây giờ thì Dương đang cầm một cái bản đồ đây rất là đẹp luôn. Và mọi người có thể thấy là ô chứ đi đâu nhỉ? Ok, rồi bây giờ mọi người hãy cùng đi theo bản đồ nha. Mà dù là không biết bản đồ mình đang ở đâu nữa. Nhưng mà đại loại thì... À đây, lối vào.
Linh Dương Sừng Kiếm Ai Cập. Đấy, mọi người chịu khó nhá, có vài anh ca sĩ ve hơi to một nhưng mà không sao. Bây giờ thì mình đang có mặt để ngon và ngon chỗ áo và để cho Hoi ăn, mọi người hãy cùng theo Dương nhé. Giá đây là cái là 30.000 một phần để cho Voi ăn. Nhưng mà đến đây là Dương đã không biết là cái chỗ nào bán đồ cho Voi ăn. Nên là chắc là thôi, hôm nay Dương sẽ không cho Voi ăn bởi vì là cũng thực ra cũng hơi sợ. Nên là hẹn gặp lại với chúng con này vào dịp khác nhé. Có lúc buồn không? Chưa mọi người bắt đầu. Ở đây thì sẽ là những động vật hệ sinh thái trong rừng mưa nhiệt đới, gồm có cá sấu này, táo này, chăn, động vật ăn thịt như đây là cáo, chim, bò sát, động vật lưỡng cư, khỉ, hươu, động vật có vú nhỏ, chuột, sắp mọi người ạ, và vẹt, côn trùng. Giờ mọi người hãy cùng vào trong hang để xem là hang này có gì. Là mình gọi như là con này nó sẽ có thể biến đổi được cái thân thể của nó để trở thành cái màu này để trả trộn vào cùng lắm cả nhà yêu hơn. Phải mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ chắc là tầm 1 giờ rồi, chắc là Dương phải về khách sạn đây. Để 2 giờ thì Dương sẽ phải ra sân bay. Nên là hẹn gặp lại Trung Quốc rồi đi. Và có thể là biết đâu rồi sẽ có một vài đám cưới của các tập khác tổ chức ở đây thì sao. Và xin mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở trong HTV số lần sau. Sang đây làm gì? Không bỏ được. Sang đây làm gì? Sang đây tắm. Tắm nhờ hả? Vâng. Tại vì sao lại sao đây tắm nhờ? Tại vì Dương đẹp trai. Trời đất ơi.